Chào các bạn, quay lại với kênh YouTube của mình là Trần Tuyền. Trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để tải cái video trên Facebook mà người ta để chế độ riêng tư private về máy tính. Bình thường nếu như khi mà người ta public một người ta chia sẻ một cái video trên Facebook ấy, nếu người ta để chế độ public, tức là chế độ công cộng, chế độ chung ấy, thì các bạn không cần phải dùng cái mẹo gì cả. Các bạn cứ thế là vào để tải về thôi. Còn khi mà người ta đã để chế độ chỉ bạn bè này hoặc là chế độ riêng tư gì đấy thì các bạn sẽ không thể tải theo cách thông thường được, mà các bạn sẽ phải dùng mẹo để tải. Đây là cái bài viết trên trang blog của mình. Đây là một cái video mà cái anh bạn này đã chia sẻ, và nó đang được chia sẻ ở chế độ chỉ bạn bè của cái anh đấy mới nhìn thấy được cái video này. Đây, mình sẽ lấy một cái link video mà được chia sẻ ở chế độ bạn bè. À, cái nick này, lý do tại sao mà mình đang không vào được bởi vì cái nick này người ta đang chia sẻ ở chế độ bạn bè, và cái nick này thì lại mình và cái chủ nhân của cái nick này lại không có kết bạn với nhau. Các bạn chờ một lát nhé, mình sẽ đăng nhập vào cái nick mà có kết bạn với cái anh Nguyễn Văn Vũ này. À, Đây các mày bạn mà nhé, chết rồi. đây là Mày cái mà còn video chưa ở cài trong cái không bài viết cài. vừa nãy mình có nói này. Thì cái nick này, do cái nick Mày này mình chết. đang có kết bạn với anh Nguyễn Văn Vũ, Quyền Vũ Phu này. Anh ấy đang chia sẻ video ở chế độ chỉ bạn bè, Đây là người đẹp Quỳnh, người đẹp Vũ Đông đã Hưng chia đấy, sẻ người đẹp với Vũ Đông bạn bè. Hưng. Bạn, các bạn nhìn này, chỉ chia sẻ Sao với bạn này bè. em càng ngày càng mập ra đây. Đó, để tải được cái video này thì các bạn sẽ không thể tải theo cách thông thường được, mà các bạn sẽ phải dùng cái mẹo sau đây. Đây, theo như bài viết hướng dẫn trên trang blog của mình thì chúng ta sẽ xóa bỏ cái đoạn bôi đỏ này đi, và thay vào đó là chữ M rồi nhấn Enter, thì chúng ta sẽ xóa bỏ cái đoạn bôi đỏ này, tức là cái đoạn này. Đó, đúng không? Đó, cái đoạn bôi đỏ này. Chúng ta sẽ xóa vào đó đấy đi và thay vào đó là chữ M này, và nhấn Enter này. Đúng không? Xóa bỏ đoạn đó là chữ M rồi nhấn Enter chuẩn. Sau khi Enter xong thì chúng ta sẽ được trả về một link như hình dưới. Chúng ta sẽ xem nó có đúng như hình, đúng không? M.facebook.story. Đúng không? M.facebook.story. Đó. Các bạn sẽ xóa bỏ cái đoạn đoạn bôi đỏ này đi nhá. Đây nhá, mình sẽ Ctrl Z này này. Các bạn sẽ xóa đi và thay nó thành chữ M ở chỗ này và nhấn Enter nhá. Đúng theo như bài viết hướng dẫn của mình đây. Sau khi nhấn Enter xong thì tại cái trang video đấy thì các bạn click vào view chuột hoặc nhấn tổ phím Ctrl U để view chuột lên. Các bạn sẽ kích chuột phải vào cái đây này, chọn xem muộn. View chuột, nếu như trên trình duyệt của bạn đang là tiếng Anh thì là view chuột, còn nếu như là tiếng Việt thì nó là xem nguồn trang, hoặc nhấn phím tắt Ctrl U. Mình sẽ nhấn vào cái chuột phải này, chọn xem nguồn này. Đây là cái suộc, đây là cái nguồn của cái trang này. Sau khi chúng ta nhấn vào View thì nó sẽ ra một cái đoạn code lằng nhằng như này. Tiếp tục, bên dưới là ảnh suộc code. Các bạn làm y như cái trang blog này nhá, y như cái trang blog mình hướng dẫn này nhá. Các bạn hãy bôi đen toàn bộ. Bôi đen như nào thì chúng ta nhấn Ctrl A là nó sẽ bôi đen. Sau khi nhấn vào Get Link thì chúng ta đã đến được cái trang đích. Trang đích tức là cái trang Get FB Stuff này. Đúng không? GetFBStuff.com. Đó. Theo như hướng dẫn từ cái trang này thì đây, chúng ta đã làm từ cái bước copy paste suộc, và Ctrl V, chúng ta sẽ paste cái đoạn cái code mà vừa nãy chúng ta copy. Đây, chúng ta paste cái toàn bộ cái code này vào cái khung này. Đây, nó nói là paste video paste suộc ở đây. Chúng ta sẽ paste nó vào đây, dán này, Ctrl V này. Kích chuột phải và chọn dán hoặc là nhấn thủ phím tắt Ctrl V. Vẫn là cái lý do rất là nhiều code nên khi các bạn nhấn Ctrl V thì nó cũng sẽ bị delay một một vài giây. Nó sẽ bị đơ một vài giây. Các bạn
Lúc này là mình đã nhận con v và hiện tại nó đang đơ nhá, cái trang này nó đang đơ một lát. Đấy, như này là được rồi. Các bạn chờ nhá. Các bạn thấy đơ như thế thì cũng đừng vội vàng cả, tại vì các bạn phải chờ mất khoảng 5 đến 10 giây nó mới paste xong đấy. Rồi, sau khi paste xong cái đoạn code chúng ta vừa copy ở bên view thuộc này về thì chúng ta sẽ nhấn vào nút download. Đó, chúng ta tiếp tục được đưa đến một cái trang để download thì đã. Đây là cái nút download Anh này, Mỹ đúng là chết download SD video. Thì các bạn mày nhấn em vào mà mình đây. chưa hấp cá này mà hấp cá này thì Nhấn vào chết download SD video. Đó, đây. đây là người Tiếp đẹp tục quên chúng những ta người cứ đẹp chân xuống phải vào đường ấy, video. Sau khi nhấn vào nút download vừa xong ấy thì nó nhảy ra một cái trang như này. Mà sao này Các bạn càng ngày cứ càng chân mập phải đấy. vào cái video chọn lưu video thành. Thì các bạn sẽ lưu video đi đâu? Tùy các bạn. Mình sẽ lưu ra desktop nhá. Lưu ra desktop và Đấy, đặt ăn cơm tên luôn. video Đấy, ăn cơm luôn. là demo Đi sang luôn. Video Đấy, biết. Một cái này là tăng lực đấy. Nó có định dạng video là MP4. Nhấn save này. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ quay ra kiểm tra. Đây, đây là cái video mình vừa tải về. Cái video vừa được tải về từ Facebook. Demo download video. Anh Vy đúng là chết rồi. May mà mình chưa hấp cá này, mà hấp cá. Anh Vy đúng là chết rồi. May mà mình chưa hấp cá này, mà hấp cá thì chết. Đúng rồi, đây là cái video mình vừa tải về này. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách để tải cái video là người đẹp quên, từ người Facebook đẹp về quên, để cái video quên. Ở chế độ riêng tư nhé, ở chế độ chỉ bạn bè này, em càng ngày về càng máy mập lên. tính, một cách rất là đơn giản đúng không? Nếu như các bạn chú ý xem kỹ một tí thì thấy nó rất là đơn giản, rất là dễ làm. Và các bạn chịu khó bỏ thời gian ra để theo dõi. Chúc các bạn thành công. Và trong quá trình Đã ăn làm cơm nếu như có vướng mắc, có lỗi Đấy, gì thì các bạn vui lòng comment bên dưới video này để luôn. Mình sẽ cùng các bạn tìm ra cái cách để khắc phục cái này là tăng lực đấy. Tối các nay về bạn. là không Và không có nếu tin như thấy rồi video này chết có ích ấy, thì nhớ nhấn vào like video này, đăng ký kênh và tặng cho mình một cái comment, tặng cho mình một cái lời cảm ơn để cho mình có một cái động lực làm thêm nhiều video hướng dẫn khác, chia sẻ khác. Cảm ơn các bạn.